Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý mà Cà phê sáng với VTV3 đã cùng tổng hợp và ghi nhận. Sáng ngày 3 tháng 11, chương trình Global Children Designathon, tạm dịch là cuộc thi thiết kế công nghệ dành cho trẻ em toàn cầu, được phối hợp đồng tổ chức bởi Designathon Works, một tổ chức phi chính phủ tại Hà Lan và hệ thống giáo dục Ban Mai đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức dành cho đối tượng học sinh từ 7 đến 12 tuổi nhằm thúc đẩy khả năng tư duy sáng tạo, kiến thức khoa học công nghệ của học sinh thông qua quá trình chế tạo các sản phẩm theo hướng dẫn của ban tổ chức và các thầy cô tại nhà trường. Qua đây các con cũng thể hiện được rất nhiều năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực sử dụng ngoại ngữ, đồng thời các con có một cơ hội để được giao lưu với bạn bè quốc tế, chia sẻ các cái quan điểm của mình, các giải pháp của mình đối với các cái vấn đề trên thế giới đang phải đối mặt. Trong quá trình tham gia sự kiện, học sinh sẽ có cơ hội tương tác và tiếp xúc với bạn bè tại các đầu cầu quốc tế trong cùng múi giờ với Việt Nam như Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ hay nước Úc. Để chia sẻ ý tưởng sáng tạo về vấn đề phá rừng, cùng đưa ra các sáng kiến khoa học góp phần hạn chế nạn phá rừng đang ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn cầu.